Sáng ngày 4 tháng 4 tại Hà Nội, Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội và Đoàn 871 Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự của ngành điều tra hình sự quân đội năm 2023. Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, kinh nghiệm, phương pháp, kỹ năng cho hơn 100 đồng chí là điều tra viên, cán bộ điều tra các cơ quan điều tra hình sự các cấp trong quân đội về việc tìm kiếm, phát hiện, thu thập, bảo quản, sử dụng tài liệu, chứng cứ, khả năng sử dụng các trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật trong công tác kỹ thuật hình sự nói riêng, công tác đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm hình sự nói chung, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Tôi đề nghị các đồng chí phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của ban tổ chức năm học, của giáo viên, báo cáo viên, tận dụng triệt để thời gian học tập, nghiên cứu, tập trung chú ý tiếp thu các nội dung đã được truyền đạt, những bài học kinh nghiệm để nâng cao trình độ, kiến thức pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình học tập, các đồng chí được trang bị cả về trình độ lý luận và thực tiễn, sau này sẽ là hạt nhân nòng cốt trong công tác điều tra hình sự của cơ quan đơn vị mình. Từ đó truyền đạt kinh nghiệm và những kiến thức được trang bị trong đợt học tập này cho các điều tra viên, cán bộ điều tra khác trong đơn vị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ thuật hình sự của ngành điều tra hình sự quân đội năm 2023 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 21 tháng 4 với lượng kiến thức phong phú, có nhiều nội dung quan trọng và những kinh nghiệm thực tiễn của các giảng viên, báo cáo viên là những cán bộ đầu ngành của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội.